Dạ không có ai băng này hết rồi. Rồi sao? Tự nhiên nó dậy không? Kính thưa các bạn, là phía sau ót của ông là có hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mũi khâu. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại chung cư Ấn Quang, lô C, căn hộ số 225. Đây là một trong những khu chung cư nằm tại quận 10, thuộc loại cấp D, là một trong những chung cư mà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì chính quyền vẫn chưa có đủ điều kiện để di dời người dân, cũng như chưa tìm được chủ đầu tư, cho nên là chưa có thể cải tạo được chung cư này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một gia đình nha. Kính thưa các bạn, là phía trước các bạn đây là ông cụ tên là Trọng. Không biết là ông có nghe rõ đúng không cô ạ? Ông bị lãng tai. Thôi cứ để ông nằm, để con nói chuyện với cô xíu. Nói chuyện để cho anh này hỏi. Dạ không sao đâu, con nói chuyện với cô trước đi. Trưa hôm nay thì con nhận được một cuộc tin nhắn rất là bất ngờ của cô. Có chia sẻ rằng là ông Trọng thì vừa rồi thì bán cách đây 2 hôm bán vé số. Thì khi mà trở về nhà trong cơn mưa thì hình như là đầu ông bị chảy máu đúng không ạ? Về nhà thì mới phát hiện chảy máu mà không biết ông té từ đâu. Nhà. Thì có một người đi đường thấy tội nghiệp. Ủa, mới muốn cà phê hả? Không ông. Rồi xong rồi mới đưa ông chở ông về tới đây luôn. Thì giờ về đây thì chiều chị đem lên cơm cho bà thì mới phát hiện ra và nói như vậy. Thì cũng nghỉ cả tuần rồi sau rồi đi bán lại. Bán lại hai bên hôm qua bị tăng sông lên sao không biết. Sáng hôm qua đi bị té nữa. Trời. Kính thưa các bạn là mới đây thì mình nhận được tin nhắn. Ông ngồi đi. À. Ông ngồi đây. Có trực đá trúng chân chảy máu. Ông không thấy đường sao ông bán được vé số ta, vừa không thấy đường, vừa nặng tay nữa thì làm sao mà có thể bán được tờ vé số được hả? Cô Hạnh này là cô là chủ nhà hay là hàng xóm hay là như thế nào bà con gì ạ? Chị đó chưa cụ ở dưới rồi chị cho cụ cho người ta mướn. Dạ. Xong người ta thấy ông vậy đó rồi mới cho ông lên ở, hai người cùng ở mướn để chia ra. Dạ. Hình như là không nhớ không lầm là cái giá căn hộ khu vực gần gần đây là đều giá 5 triệu hết. Đúng. Nhưng mà là cho cái chị mưa kia mướn cho ông này mướn thì 4 triệu hai người chia ra. Có nghĩa là cô là chủ nhà của chủ căn hộ này. Đúng. Ở ngay tại chung cư Ấn Quang này. Đúng. Là cô cho giá thấp cho so với mọi người là 4 triệu. Thì vợ chồng ông cụ là mỗi tháng là 2 triệu. Còn hai người ở phía sau cái cánh cửa này là 2 triệu. Cái gia đình phía sau này là cũng là dân lao động luôn hay sao? Tối mới về. Chị mỗi ngày chị phải đi chợ. Dạ. Nấu cơm. Xong bưng lên ông cụ với bà cụ ăn, ngày nào cũng vậy. Sáng mình đi chợ mình mua đồ mình ăn đó, rồi xong rồi mình nấu dư ra một chút. Cho ông với bà ăn luôn, ngày nào cũng vậy. Tất nhiên là sáng thì mua đồ sáng cho bà cụ ăn sáng. Còn ông cụ thì có một ông, có một ông ở gần xóm đó, ổng cũng hay mua cà phê, hay chở ông đi tới cái chỗ bến xe buýt để bán vé số. Yeah. Xong rồi còn mình thì lo cho bà cụ ở nhà là ăn sáng, mua chợ cho bà ăn sáng xong rồi cái nấu cơm trưa mỗi ngày bưng lên, rồi chiều khoảng 6 giờ rưỡi rồi bưng cơm chiều lên cho ông với bà cùng ăn. Yeah. Hai ngày nay ông bệnh, bữa nay nấu cháo cho ông ăn. Cái chi phí bữa ăn cơm đấy là như là ăn cô cơm Hạnh thì lo luôn hả? Cô Hạnh lo luôn, mà có khi thì bà cụ ông đi bán có tiền thì bà cụ phụ chút đỉnh. Còn hả, có khi thì bà cụ nói thôi, cảm thấy như trong nhà là em ra sang quay thấy nó ổn lộn, nó dơ quá, mình cũng thành phố về hoài mà bà đâu có đi được. Dạ. Bà mới té đây 2 năm nay là bà ngồi một chỗ luôn rồi. Dạ. Kính thưa các bạn, là nãy giờ thì trước khi mà cô Hạnh vào á thì mình có trò chuyện với bà, nhưng mà bà bị tai biến và bà thì bị té xe. Dạ. Cao máu tiểu đường, cho nên là như là cái chân của bà không thể nào đi được. Và để bẩm sinh từ nhỏ tới lớn. Dạ, bây giờ mình nói chuyện với bà vẫn được, nhưng mà tội bà tại vì bà nói chuyện rất là khó và cơ thể bà rất là mệt. Dạ, thì chắc là cô Hạnh này là rành hoàn cảnh về ông bà cụ đúng không ạ? Không biết là ông bà cụ con cháu ở đâu mà bây giờ để hai ông bà đơn chiếc như thế này bà. Theo mình biết thì ông cụ thì sống cô nhi viện từ nhỏ. Còn bà cụ thì đâu ở ngoài miền Trung gì đó, vô đây thì gặp thì thấy bà cụ hiền là xưa đó, người ta cũng mai mối trong cái chỗ cô nhi viện đó, ta mai mối. Mẹ ông nói là mẹ bỏ công cô nhi viện ở Hà Nội. Tất nhiên là hai người sinh đôi. Ông mù cho nên là bà mẹ mới bỏ cô nhi viện, còn người sáng mắt thì nuôi. Cho nên là ông sống cô nhi viện từ nhỏ tới lớn rồi. Nó quen rồi, mấy người trong đó thì người ta cũng thấy ông vậy rồi đi bán cái số sống qua ngày.
là mà hai người sống nhau không có con cái, cô đơn thân một mình, không con cái, không có bà con thân thuộc. À, như vậy thì ông bà ở với nhau là bao nhiêu năm rồi? Bao từ lúc mấy tuổi hả? À, tôi hồi bốn mấy năm chục rồi. À, có nghĩa là ông với bà là ở với nhau là 40 tới 50 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có một mặt con nào hết. À, cả hai ông bà cũng là hành nghề buôn bán với số mưu sinh luôn. Nhưng mà hình như là bà cụ là từ lúc 2 năm trước là bị tai nạn tới giờ là bà cụ là không bán luôn à? Bà cụ làm giờ đâu có đi được. À, bà tụ có tập bấm sinh, đi là phải chống cây gậy mà quẹt lắm, không có đi được. À, là từ từ lúc mà hai ông bà ở với nhau là chỉ có ông luôn. Đúng rồi, từ nhỏ luôn. Chỉ ông bán thôi. Mình đông bán thôi. À, nhưng mà bà vẫn phụ làm được bếp được chứ? Làm được, giờ gửi mình đi chợ. À, mấy năm trước thì gửi mình đi chợ xong rồi về bà tự đi quẹt quẹt mò vô nấu. Nhưng mà năm ngoái, năm nay, 2 năm nay là bà bị tai biến với lại bị xương ở đây nó bị gai. Yeah. Xương bị gai đi không được, cái đi té hoài cái mình đâu có biết, trời ơi, bà đâu có đi được, lúc đó đâu có xe cộ, đâu có giường, đâu có này đâu, bà nằm lăn như là cái con người cá vậy đó, nằm lăn vô trong cổng rồi đi tiểu rồi lăn ra rồi bé té trong cổng rồi cái ở đây là mấy thấy tội nghiệp cho cái giường. Cái này cũng của người ta cho luôn. Yeah. Nói chung là đồ của bà trong nhà này là người ta cho không. Yeah. Nhưng mà như cô như vậy, cô ở đây cô chăm sóc ông bà như vậy thì lỡ ví dụ như là ông bà đổ bệnh thì ai sẽ đưa bà đi khám bệnh? Thì ở đây bà có số điện thoại của mình đó. À, cái gọi điện của mình thì kêu xe đo ôm. Ừ. Kêu đo ôm rồi kêu người này kia lại để mà xúm nhau kè bà đi. Chắc mình phải lắp một cái camera để coi thử là phòng ông bà có chuyện gì nữa chứ. Chắc cũng vậy. Thôi bây giờ hôm sau con sẽ mua cho cô một cái camera. À. Rồi cô có xài điện thoại gì á? Cô xài điện thoại gì để coi trên điện thoại được? Được. À, có cái phần mềm, cô xài smartphone đúng không? Không, cô xài Samsung. Ở đây có wifi không? Phải ở đây thì không có. Ví dụ như cô chắc xin hàng sớm được không ta? Xin hàng sớm. Tại vì con sẽ mua cho một cái camera xài wifi mới giám sát được ông bà có chuyện gì mình chạy lên. À. Tại vì khi nãy nói thật với cô Hạnh như này, khi nãy mà con gọi cô không được á thì con nhờ bác gọi, mà bác bấm điện thoại rất là khó. Đúng rồi. Bác không đọc được chữ hay sao ạ? Không, không biết chữ. À, thì đó, con nói lỡ mà bác mà lên tăng xong một cái, hoặc là ông bị có chuyện gì là bác rối, bác không bấm là coi như là để lâu nó rất nguy hiểm. À, không ai dám sáng hai ông bà đơn thân nữa. Mới cách đây mà khoảng 10 ngày bà đi khám bệnh, cửa đâu có, bà đâu có biết mở khóa gì đâu. Để đó, tiền giấy số đi bán, một ngày ông bán được 100 tờ giấy số, để 850.000 đồng đó để mà đi chiều người ta giao số trả tiền, để nhét đâu ai mở cửa vô lấy mất mẹ, khóc là nghiêu ngạo. Trời ơi, ai mà thất đức dữ vậy. Rồi mỗi ngày là làm mấy cái này nè, vệ sinh với lại chiều trưa khoảng 12 giờ thì có cái chị ở đằng xóm kia chỉ lại chị ta chỉ để cái bà vô cái ghế này, rồi lôi bà lôi cái ghế vô rồi vô chổng cho bà tự tắm. À, tự tắm xong rồi mặc quần áo giùm cho bà. À, lôi trong cái ghế mà có bánh xe di chuyển á. Không, ghế này. Ghế này. À, ghế này. À, đó, đẩy. Trời, mà đẩy ghế này sao đẩy được ta? Sao khiêng lên bậc thang? Trời, này từ nhích cái ghế lên, tôi nói bữa nào nó gãy cái ghế. Bữa nào gãy cái ghế là bà té là khổ nữa nè. Trời ơi, không mua được một cái chiếc xe nào có bánh xe. Xe đó thì bà mỗi lần lên nó chạy, bà sợ. À. Cái xe này cho nó lên nó chạy quá. Trời ơi, cái xe nó mà dấu dám đi đó. Dạ. Con qua trò chuyện với ông, chắc cô Hạnh nói chuyện giùm phụ giùm con với. Bây giờ nói làm sao mà để cho ông biết được là có khách tới. À. Ông ơi. Có khách tới nó muốn hỏi chuyện ông tí xíu ông trả lời nha. Khách phỏng vấn cho ông đó để giúp đỡ cho ông á. Sao? Có cái anh này nè, anh muốn tới giúp đỡ cho ông á. Thì ông này hả, cái anh này anh hỏi gì thì ông trả lời nấy nha. Rồi. Ông nghe con nói rõ không? Hả? Ông có nghe con nói trò chuyện với ông rõ không? Dạ. Ông vừa rồi bị cái gì mà chảy máu đầu vậy? Hả? Ông vừa rồi đi bán á mà ông bị cái gì mà chảy máu đầu vậy? Té. Bị té. Rồi ai đưa ông đi băng lại? Hả? Rồi ai đưa ông băng lại? Dạ không có ai băng lại hết. Rồi sao? Tự nhiên nó dậy không? Thưa các bạn, là phía sau ót của ông là có hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mũi khâu. Trời ơi. Mũi gì đó hả?
7 mũi. Dạ ông thì bị lãng. Ngày hôm qua ai chở ông vô bệnh viện dạ? Ông nhớ gì đâu. Ông không nhớ hả? Hôm qua ông té đó rồi ai đưa ông vô bệnh viện? Không qua đưa vô bệnh viện hết, tự nhiên tôi về nhà. Rồi, đúng rồi, té xỉu không biết gì hết. Dạ. Té xỉu không biết thì nghe cái anh đưa về, anh nói té xuống là nằm bất tỉnh đó rồi. Dạ. Rồi cái ông đó mới, anh bảo vệ đó, anh ở cái nhà anh làm bảo vệ gì ở chỗ đó đó, anh thấy vậy mới chở ông cụ vô bệnh viện. Siêu âm lấy giấy tờ kia thì cái anh đó anh trả tiền cho ông hết. Trời, anh bảo vệ tốt anh vậy. Rồi anh bảo vệ đưa về nhà luôn. Dạ. Đó. Ông có nhớ gì đâu. Nhiều mà bà ông cụ này có nhiều bà bệnh lắm. Đâu? Nó ông đi khám định kỳ hoài, có hồ sơ khám bệnh của ông nhiều lắm. Ông bệnh tôi bị trong cái tiểu đường tăng sâu, chắc là ông bị hạ kêu bằng hạ tăng xong hạ đường huyết hay gì hạ đó. Hạ đường huyết. À. Rồi giờ ông hôm nay ông đỡ không? Còn đau hả? Hả? Còn hôm nay ông còn đau không? Còn đau. Trời ơi cái áo gối rịn máu kìa. Chắc mồ hôi. Trời ơi, chắc giặt, phải giặt cái áo gối để nó hôi. Ừ. Chắc mua trong cái gối mới luôn quá. Ừ. Máu là thấm vô áo gối luôn. Chết mẹ máu không. Trời ơi, ông kẹp mấy cái kẹp này làm gì vậy? Để ông mở ra đi, để ý. Còn cái này túi tiền hay gì đây mà để? Còn như cái máy gì đây? À, cái máy nghe giờ, bấm giờ để biết mấy giờ. Ờ trời, là ông bị nặng tay, ông tự canh giờ vậy? Không thấy đường. Không thấy đường phải canh cái này mới biết giờ nào thức dậy. Đi đưa bán số, đó. À đây là cái máy mà bây giờ ông bị khiếm thị cho nên là ông không biết ngày đêm như thế nào. Phải nhờ một cái máy như thế này. Cái máy đó nó có nói về giờ. Dạ. Ông bán vé số một ngày bao nhiêu tờ? Hả? Ông bán vé số một ngày bao nhiêu tờ? À, 100 tờ. Từ nào tới giờ? Dạ. Ờ như cô ở đây cô cho hai ông bà ở như thế này thì cô có lo lắng gì không? Thì ông đi vô đặt đây. Dạ. Có người không chịu đi. Ông không chịu đi vô chỗ lần cho nên cũng thấy người tại vì ông đậu phía trước. À có nghĩa là có một số mạnh thường quân là đưa vào một cái trung. Không mà cũng không có mạnh thường quân hả? Tại mình xem trên đài thấy nhiều, mình thấy có những hoàn cảnh như vậy đó, mình cũng có gợi ý nhưng mà bà cô không có chịu. Là tại vì ông không có thấy đường nhưng mà ông còn đi đứng tới lui được, sợ đi qua đi lại rồi đụng nhiều người. Yeah. Cho nên là ông đi vậy cho nó giống như là nó có vận động thể dục vậy đó. Yeah. Ngồi một chỗ sợ ngồi luôn. Yeah. Để kiếm tiền là nuôi cho bà cụ. Bây giờ vậy con phụ cho ba một phần. Cái phần này coi như là để cho bà có cơ mang với lợi lo cái chuyện thuê nhà. Thì có cái cô tên là Quế Khâu Lương, cô này ở bên Mỹ. Người nhà cổ tên là cô Vân ở gần bến xe miền Tây á. Thì con xin cổ thì cổ cho cô ông bà cụ 1 triệu coi như là giúp đỡ cho mình cho gia đình mình nha. Cô gửi cho 1 triệu thì nếu mà con. Dạ nếu mà mọi người mà có quan tâm chia sẻ thì tới căn hộ số 225 ở lô C chung cư Ấn Quang quận 10 thăm ông bà cụ. Bà tên là gì ạ? Vũ Thị Múc Võ Vũ Thị Múc. Còn ông là tên là Nguyễn Thế Trọng. Dạ. Cho con xin 200 con đưa thử ông biết tiền không nha? Ông không biết hả? Ông bắt vẻ. Dạ. Biết. Và cho mượn thử. Cho con mượn thử. Cho ông thử coi ông đưa 200 giấy, xong đưa lại thử cho. Để ông đi bán cái cho ông mừng thôi. Nào, con đưa cho ông mừng thôi. Dạ. Người ta đưa. Nè ông ơi. Hả? Ông cầm tiền thôi, ông biết là bao nhiêu tiền đây. Sao mà ông biết được ta? Bán với số biết lỡ người ta đưa làm lộn tiền thì chết nữa. Cảm ơn chú. Bao nhiêu ông? Bao nhiêu tiền? Tờ này bao nhiêu? Hả? Tờ này bao nhiêu tiền ông? Tờ này hả? Dạ. Dạ 20 à. Trời, đó không? Chết rồi. Chết rồi. 200 ông ơi, không phải 20 đâu. Ông hả? 200 chứ không phải 20 đâu. À. 200 ngàn. 200 ngàn à? Dạ. Trời ơi, ông cụ bán vé số một chủ kinh tế của gia đình mà dạ trụ cột gia đình hai ông bà luôn, lo đi bán lo về lo cho bà mà cuối cùng không biết tiền bạc rồi lộn xì ngầu hết, bị khiếm thị nữa.
Thôi hôm nay thì con ghé thăm, đợt sau con sẽ ghé lần nữa. Giờ bây giờ con nói xong để con tạm biệt đó. À, nói đi vậy con về. Con về nha, con về. Hả? Con về. À. Dạ, chắc cô xin là đưa cho cô. Để con giữ lại cái này để con đưa cho chị Hai nha. À. Rồi. Con có gì mất mẹ. Con nhiều tiền mất mẹ. Có hôm mà tôi bán số lấy mẹ hết. Rồi, bán số bị ta dụ lấy con mấy trăm. Dạ cách đây mấy hôm thì bị mất 800 ngàn nhét ở đây nè, giấu ở đây nè, xong rồi bà đi khám bệnh rồi bỏ phong khóa cửa lại. Trộm vô lấy luôn. Trời ơi. Khóc dữ lắm hả? Về buồn khóc. Rồi lên kêu lên cho 2 triệu đem cơm lên nè, nói gì để tiền trong đây mà ai vô đây lấy hết gì ha, mấy trăm ngàn tiền để đi lấy số chiều người ta giao á, lấy cái cũ trả cái mới. Dạ. Thì ví dụ như người ta lại người ta giao hôm nay để mai bán thì trả cái hồi sáng này lấy, cứ vậy đó, bán gói đầu vậy đó. Dạ. Rồi con chúc bà với ông sức khỏe, hôm nay con ghé lại lần nữa nha. Dạ con chào ạ.